Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với kênh YouTube Thời Thể Thao. Thưa quý vị và các bạn, trận đấu muộn nhất của vòng đấu thứ 25 giải Ngoại Anh là cuộc so tài của Tottenham với Chelsea. Trước khi bước vào trận đấu này thì Tottenham có thành tích đối đầu với Chelsea không thực sự tốt, đặc biệt là ở sân vận động mới của mình thì đội bóng này chưa giành được chiến thắng nào trước Chelsea cả. Do đó, trong cái bối cảnh mà Chelsea đang có phong độ không thực sự tốt này thì đây là cơ hội rất lớn để cho Tottenham giành chiến thắng đầu tiên trên sân vận động mới trước đội bóng cùng thành phố. Và trận đấu này thì Tottenham đã nhập cuộc không thực sự tốt. Họ để Chelsea thi đấu lấn lướt trong khoảng thời gian đầu hiệp 1 và ở đến giữa hiệp 1 thì bắt đầu Tottenham mới kiểm soát được thế trận và chơi đôi công với Chelsea. Ở cuối hiệp 1 của trận đấu này thì Hakim Ziyech nhận thẻ đỏ. Tuy nhiên thì sau khi mà trọng tài tham khảo công nghệ VAR thì đã hủy cái thẻ đỏ của Hakim Ziyech do cái lỗi đánh nhau và chỉ có một thẻ vàng cho cầu thủ người Maroc. Và trong hiệp thi đấu thứ hai thì Tottenham đã lột xác một cách ngoạn mục và họ đã thi đấu rất là hay. Họ đã pressing tầm cao và ngay ở phút thứ 46 của trận đấu thì đội bóng chủ nhà đã có bàn mở tỷ số do công của Oliver Skip, một cú sút xa rất là đẹp mắt từ ngoài vòng cấm địa khiến cho thủ môn của Chelsea phải bó tay. Và sau khi có bàn thắng mở tỷ số thì Tottenham chơi phòng ngự phản công rất là hay. Họ đá khiến cho Chelsea không thể hiện được cái lối chơi của mình trong phần lớn thời gian của hiệp 2. Và điều gì đến đã phải đến phút 82 của trận đấu, Dier có đường kiến tạo để cho Harry Kane ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho Tottenham. Đây là cái thắng đầu tiên của Tottenham trên sân vận động mới trước Chelsea. Và với chiến thắng này thì Tottenham củng cố vững chắc cái vị trí thứ tư của mình trên bảng xếp hạng. Cập nhật bảng xếp hạng của giải Ngoại Anh sau vòng đấu thứ 25 như sau: Arsenal dẫn đầu với 57 điểm, đứng thứ hai là Manchester City 55 điểm, xếp thứ ba là Manchester United 49 điểm, đứng thứ tư là Tottenham 45 điểm, xếp thứ năm là Newcastle United 41 điểm, đứng thứ sáu là Fulham 39 điểm, đứng thứ bảy là Liverpool 36 điểm, đứng thứ tám là Brighton 35 điểm, đứng thứ chín là Brentford 35 điểm, đứng thứ 10 là Chelsea 31 điểm, đứng thứ 11 là Aston Villa 31 điểm, đứng thứ 12 là Crystal Palace 27 điểm, xếp thứ 13 là Nottingham Forest 25 điểm, đứng thứ 14 là Leicester City 24 điểm, xếp thứ 15 là Wolves 24 điểm, đứng thứ 16 là West Ham 23 điểm, đứng thứ 17 là Leeds United 22 điểm. Ba vị trí cuối cùng thuộc về Everton 21 điểm, Bournemouth 21 điểm và Southampton 20 điểm. Theo lịch thi đấu của giải Ngoại Anh thì vòng đấu thứ 26 sẽ diễn ra trong 3 ngày mùng 4, mùng 5 và mùng 7 tháng 3. Trong ngày 4 tháng 3 thì sẽ ra các trận đấu như sau. Trận đấu sớm nhất ở khung 19:30. Đó là cuộc so tài của Manchester City với Newcastle United. Vào lúc 22 giờ thì sẽ đồng loạt diễn ra các trận đấu giữa Arsenal với Bournemouth, Aston Villa với Crystal Palace, Brighton đối đầu với West Ham, Chelsea đọ sức với Leeds United và Wolves đối đầu với Tottenham. Trong ngày 5 tháng 3 sẽ diễn ra 3 trận đấu. Ở khung 0:30, Southampton đối đầu với Leicester City. Ở khung 21 giờ, Nottingham Forest đối đầu với Everton. Và trận cầu tâm điểm của vòng đấu này đó là cuộc so tài của Liverpool với Manchester United vào lúc 23:30 ngày 5 tháng 3. Trận đấu muộn nhất của vòng đấu này đó là cuộc so tài của Brentford với Fulham vào lúc 3:00 ngày 7 tháng 3. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video. Quý vị và các bạn có đánh giá gì về bảng xếp hạng cũng như dự đoán tỷ số của vòng 26, đặc biệt là trận đấu giữa Liverpool với Manchester United? Hãy để lại ý kiến của mình phía dưới phần bình luận. Quý vị có thể đăng ký kênh và bấm chuông để nhận những video mới nhất khi lên sóng mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.